Hot girl TikTok đình đám Lê Thị Bích Ngọc lãnh án chung thân. Hot girl TikTok một thời đình đám mạng xã hội vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án tù chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến hot girl của mạng xã hội TikTok Lê Thị Bích Ngọc, sinh năm 1999, trú thôn Hoàng Xá Ba, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại khu vực trước cửa quán karaoke Sunny thuộc địa phận thôn Tân Văn Ba, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc có hành vi mua bán trái phép 653,854 gam ma túy loại MDMA. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Ngọc tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, trước khi bị bắt giữ, nữ bị cáo này từng là một hot TikToker nổi tiếng với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Mỗi hình ảnh Ngọc đăng tải thường thu hút hàng nghìn lượt xem.